Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả và xin mời quý vị trở lại với chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Chào chị Angie Hồ Quang. Dạ, chào chị Thu Nga. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính gửi bà Angie Hồ Quang. Tôi tên là Lê Văn, 90 tuổi. Tôi định cư ở tiểu bang Virginia hồi năm 1990, tức là đã 27 năm rồi. Gia đình tôi gồm có 5 người. Tôi có đi làm hẳn 4 năm 7 tháng. Tôi có mua một căn nhà trả góp để che mưa che nắng trước khi các cháu ở chung. Nay chúng đều lớn, có vợ, đều ở riêng. Còn lại hai vợ chồng già hiu quạnh. Từ lâu vợ chồng chúng tôi nhờ lánh tiền già và tiền bệnh tật sống đắp đổi qua ngày. Với công việc nặng nhọc trong gia đình, vì tuổi già sức yếu, đi đứng khập khểnh kiểu mắt mũi sờ sệt, dễ bị té ngã, nên không sao quán xuyến mọi công việc như là mấy cây ôm sùm, mù mịt, cắt cỏ và sửa chữa một vài công việc hư hao nhỏ nhặt của căn nhà. Nên muốn bán cho đứa cháu ngoại, nó còn trẻ, bao công việc trên nó đảm đương nổi. Đồng thời tôi sẽ mướn lại căn nhà bán đi này, mướn lại để ở. Như vậy có thể được không? Có gì trở ngại không? Vì chúng tôi lãnh tiền già. Nay tôi mạn phép gửi thơ này đến bà nhờ sự hiểu biết sâu rộng của bà nhiều năm công vụ. Xin bà chỉ dạy dùm. Rất cảm tạ vô cùng. Dạ, về thứ nhất, chúng tôi xin cảm ơn đã nhận được lá thư của một người thật sự cao tuổi. Điều thứ nhất là chúc mừng tuổi thọ của ông. Ông cho biết lãnh cái tiền SSI khi mới qua Mỹ, ông bà đã dành dụm chắc mót có được một căn nhà che nắng che mưa. Cho dù cái căn nhà che nắng che mưa có cái giá trị thị trường cao hay thấp, thì với cái luật lệ của chương trình SSI, chính phủ cho phép cái căn nhà che nắng che mưa đó mình được quyền ở dưới cái mái nhà đó mà không có phải lo sợ cái số tiền của căn nhà, cái giá trị thị trường được luôn. Dạ, cái giá trị thị trường của căn nhà không bị coi là tài sản của mình. Nhưng mà khi ông những cái lý lẽ mà ông trình bày nghe rất là xuôi tai. Nhưng mà khi mà ông đoạn mãi cái căn nhà đó cho cái người cháu ngoại để cái người này thay ông để mà sửa chữa, chăm sóc, bảo trì cái cơ sở bất động sản này, thì khi mà ông đoạn mãi, ông chuyển nhượng cái quyền sở hữu qua cho người cháu, thì cái số tiền mà ông đoạn mãi được coi là tài sản của ông. Có khi ông nói thay như vậy được không? Tôi bán cho đứa cháu ngoại. Nói theo một cách nôm na, vừa bán vừa cho. Thì vừa bán vừa cho đó cho được không? Được luôn. Là tại vì cho dù bán phần nữa mà coi như mình tính rẻ phần nữa cũng không thì được, cái cũng giá trị thị trường của cái bất động sản nó đó cũng cao quá. Vẫn bị coi là tài sản của mình. Cho dù chị trong nhà nghe mừng rỡ quá, không biết cho có được. Cho được không? Cho cũng được. Nhưng mà khi mà mình chuyển cái bằng khoản qua tên cho người cháu ngoại, thì lúc bấy giờ chính phủ cũng sẽ coi cái căn nhà số đường 111 đường ABC trị giá 50.000 đã chuyển cho người khác. Đã chuyển cho người khác. Cho dù ông nói là ông cho, thì cái giá trị của cái mái nhà đó vẫn được coi là 50.000, và 50.000 đó được tính là tài sản. Và như chúng ta đều biết, với cái chương trình SSI là một chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung dành cho những người có thu nhập và tài sản hạn chế, thì cái tài sản hạn chế ở đây chỉ cho phép một người được 2.000 đô la và một đôi vợ chồng chỉ có 3.000 đô la thôi. Thì cho dù cái căn nhà đó cái trị giá nó có thấp tới đâu, nó có tệ tới đâu, nó có trồng hành tới đâu, thì cháu chạy nào dưới 2.000 hoặc dưới 3.000. Dạ, đúng như vậy. Mà ông cũng có ý định là ông nói thôi ông bán rồi ông mướn lại lưu trú ở đó và trả tiền mướn hàng tháng cho người cháu ngoại. Cũng cái điều đó thì nó không có work. Ở đâu mình ở đó, rồi nếu mà có hư hao hay là cần bảo trì nhỏ nhỏ kêu cháu thì chắc lại, cũng lại nhờ người cháu ngoại tới giúp cho ông bà. Dạ.
Vâng, như vậy thì rất mong rằng ông nghe được lời chỉ dẫn của chị Angie Hồ Quang. Con có khá tiền, thành ra con mua nhà, con invest. Mà con invest thì bị đóng thuế cao quá. Bây giờ con cấn cho ba má con. Ba con 65 tuổi. Tội nghiệp bà. Thì con cho ba ở. Nhưng mà ba 65 tuổi coi như không đóng thuế. Thổ trạch. Rồi sao? Thì cái đó cũng bây giờ mình cứ nói theo cái điểm mà rất là tích cực đi. Thì với chỉ cần với cái suy nghĩ là mua một căn nhà rồi mời ba má về ở thì cái đó rõ mình vỗ tay hoan nghênh rồi, phải không? Nhưng mà cái tiền mà đóng thuế đó hàng năm đó thì nó nhiều lắm phải không? Dạ thiệt ra cái thuế, cái property tax á thì cũng tùy tiểu bang, nhưng mà chẳng hạn như tiểu bang Texas thì mình có thuế trường học, mình có thuế county vân vân. Thì khi một cái người trên 65 tuổi thì được giảm. Rồi người nào 65 tuổi mà còn ọp ẹp với cái SSI là coi như mình không đóng thuế thổ trạch, không đóng thuế property tax. Thì trước mắt mình được khen nha, là mình còn có hiếu ha, rồi mình còn có lợi nữa là mình invest mà mình không phải đóng thuế bất động sản. Nhưng mà rủi đường dài, rủi ba má mình cao tuổi. Thì nếu mà ba má cao tuổi thì cũng ok. Cái chuyện dài lâu đó, thì nếu mà ba má là sở hữu chủ của bất động sản hay là bất cứ những cái gì mà có thể mua bán đổi trác thành tiền, thì cái hay nhất là mình nên chuẩn bị là để cho ba má viết một cái di chúc. Viết cái di chúc là cái bất động sản đó bây giờ tên tôi là sở hữu chủ, nhưng mà nếu không may tôi về đoạn tựu với tổ tiên thì đây là cái đứa con mà lúc sanh tiền nó tử tế với tôi, thì bây giờ tôi qua đời thì tôi để cái tài sản này cho đứa con này. Rõ ràng chứ rủi mà mình không để cái di chúc đó, mình có anh em đông rồi mình mua nhà mình để cho ba má ở, rồi cái ba má rủi một ngày ba má đi chơi về bị xe đụng cái queo cù đèo đó, thì rồi những người con kia có quyền nói là tài sản của ba má, tụi mình đều có năm anh em, thì ba má chết cái tài sản không có di chúc gì hết, thì mình đưa ra tòa rồi mình xin chia đều năm đứa, thì khi đó nó cũng không có phe, thì muốn hay nhất là mình mời ba má về ở, rồi mình nói ba má viết một cái di chúc, nếu không may ba má qua đời thì để cái tài sản đó lại cho mình. Nhưng mà gần đây có nhiều người lại chia sẻ với tôi một cái quan ngại. Trong một trường hợp mà cô ba con được 70 tuổi rồi, mọi sự ok. Đùng cái ba con bị tai biến mạch máu não. Cái đưa vô bệnh viện, cái người ta nói là ông không về nhà, ông không tự chăm sóc được cho ông. Rồi cái ông vô được nhận vô nhà an dưỡng. Vô nhà an dưỡng cái 3 năm. Ông ăn nằm một chỗ có người săn sóc, rồi xong ông qua đời. Ông qua đời xong cái chính phủ gửi cái giấy đòi trưng thu căn nhà đó. Thì trong trường hợp này đó, thì như chúng tôi cũng đã dịp thưa với quý vị khán giả theo dõi chương trình SBTN là nó có cái chương trình gọi là Estate Recovery. Là mỗi tiểu bang người ta dùng cái số tiền thu nhập của dân là do cái tiền dân đóng thuế đó đài thọ những cái chương trình giúp trợ giúp, chẳng hạn như là SSI hay là Medicaid. Thì nếu mà thâm thục chỉ có tình yêu có một chiều, thì mình, nếu mà chính phủ chỉ có yêu dân mà rồi yêu một lúc dân không cái, có yêu không có yêu lại thì cũng kẹt, chính phủ lũng túi. Đúng rồi, thì chính phủ cũng càng phải yêu cầu nếu mà ra đi rồi thì cũng yêu lại chính phủ một chút, để chính phủ có một cái khoản tài sản tiếp tục, ngân sách tiếp tục để mà yêu thương những người cần thiết vào cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Như vậy trong cái trường hợp mà người con mà mua cho cha mẹ ở
mà nó không có cái di chúc đó thì đặt cái trường hợp là con cái có thể là đòi chia rồi, đó là trường đúng hợp rồi. Thứ nhất. Trường hợp thứ hai, chính phủ có quyền lấy lại không? Tại vì có nếu chứ. Mà nếu mà ông bà đó có nhiều cái chi phí quá, bây giờ nó nặng nề quá thì ông bà chết rồi nhưng mà nó không có di chúc thì chính phủ cũng có thể có quyền hỏi di chúc hay không di chúc, chính phủ có quyền trừng thu cái tài sản đó. No, nhưng mà có di chúc nói rằng tôi cho lại cái đứa con đó mà thì cho sao? Cho thì chẳng hạn như là cái căn nhà đó trị giá 100.000 vâng. Thì nếu cái vị đó ông già tía đó mà đi vô nhà an dưỡng xài cỡ 90.000 cái tiền trợ giúp y tế thì chính phủ sẽ trưng thu căn nhà 100.000 mà coi lại cái chi phí y tế là 90.000. Chính phủ chỉ cần lấy cái 90.000 đó bồi hoàn lại cái số tiền đã chi, còn 10.000 thì để lại cho ai có tên trong di chúc. Họ always làm như vậy hay là sao? Dạ, ưu tiên là tại vì bây giờ mình nhìn một cách tích cực khác đi nha. Tôi hỏi chị, nếu mà mình có ba có má rồi ba má không có Medicare, Medicaid, rủi ba má bệnh, ai lo cái tiền bệnh cho ba má? Mình lo, phải không? Thì bây giờ may quá, ở cái xã hội này có chương trình Medicaid là có chính phủ giúp đỡ trong lúc ông bà cụ còn sinh tiền. Thì coi như hồi ở cái xã hội Việt Nam á, là mình lo cho tía má mình, là mình trả trước túi rồi, rồi. Còn ở đây đó thì trong trường hợp mà tệ lắm á thì mình mới phải để chính phủ lo cho ba má mình trước. Thì nếu sau này còn một chút của cải nào của ba má đó thì để cho ba má phụ cho những người không may mắn đi. Cái đó nó cũng fair thôi. Dạ, cái đó cũng công bằng thôi. Thì nếu mà một người độc thân thì chị nói là chỉ có 2.000 và trở xuống thôi. Đặt cái trường hợp mà khi mà chính phủ mà điều tra ra những cái tiền gì đó họ tổng cộng lại mà nó hơn 2.000 đó thì họ phạt. Thì khi mà họ phạt như vậy rồi thì cái người đó có quyền xin lại hay không nếu mà trong nhà băng giờ không còn nữa? Nên được chứ. Cái quy định là một người không có quá 2.000 đô la là tài sản, một đôi vợ chồng không quá 3.000. Tôi lấy một cái ví dụ mà tôi trực tiếp mà tôi thấy tội nghiệp quá đi. Ông bà cụ đó có 3.000 đô la, yên chí cô ơi cô tôi không đụng tới mà tôi cũng không bỏ thêm vô. Cái trong nhà băng cái lâu đời đó, lâu dài ngày tháng đó, nó lòi ra tiền lời. Không, nó lòi ra tiền lời có 2 đồng bạc thôi, hãy trên 3.000, 3.002 đồng cũng cái hả? Anh SSI ảnh chơi ảnh cúp mình cúp mà nếu mà còn phạt chứ, còn phạt nữa đúng rồi, cái 2 đồng đó nó xảy ra 6 tháng trước kia rồi tới bây giờ lên gần 3 đồng rồi. Mà từ 3.001 đồng cho tới 3.003 đồng đó thì thời gian đó mình không đủ điều kiện để được hưởng SSI. Thì làm sao bây giờ người ta rõ ràng người ta cho thấy cái chương mục cái bank statement là mình có trên cái số tiền đó. Thì mình không có cãi chối vào đâu được hết. Nhưng mà sau khi mà mình nói thôi bây giờ tôi biết thân biết phận rồi, không có bỏ vô mà tôi canh mỗi tháng coi nó có nhích lên mấy chục xu gì không, thì tôi không có giữ tới 3.000. Thì lúc bây giờ mình trở lại mình xin tái cấp phát, tức là họ cúp một tháng, họ không cúp cái thời gian nào mà mình trên cái mức chính phủ cho phép. Đặt cái trường hợp mà người ta điều tra ra từ 2015 cho tới 2017 và người ta phạt một cái số tiền đó, như vậy thì người ta cúp bao nhiêu tháng? Thì người ta cúp, ta coi như người ta cúp hết cái thời gian đó mình bị cái overpayment. Và thí dụ mình được hai vợ chồng được 1.001 mà 2 năm rồi mình được 3.001 đồng đó, thì chính phủ cứ trả hai vợ chồng 1.001 trả trong vòng 2 năm thì là coi như mình bị phạt 20.000+ đó. Thì bây giờ mình chỉ có bài có một chuyện thôi, hướng dẫn nha, góp ý nha, kinh nghiệm thấy nha, cà bãi cá, giờ tuổi già sức yếu, tháng có 1.001 mà rồi đòi 20.000 kiếm đâu ra? Đúng rồi. Thì trên nguyên tắc người ta không có đòi mình phải trả 20.000 cùng một lúc, người ta chỉ trừ 10%
trên cái chi phiếu hàng tháng của đôi vợ chồng đó thôi. Nhưng mà 10% của cái người mà lợi tức khiêm nhượng cũng tội nghiệp mình lắm. Thì mình cứ tiếp tục ca cái bài con cá. Cái chữ người ta nói là die in it, là tôi trong cái tình trạng vô cùng khó khăn. Ngàn mốt là tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Ăn thì ăn bo bo. Ăn bò bò thì đó là tới bò bò. Bò bò là bây giờ ở đây là quinoa đó. Nhưng mà tôi muốn lưu ý là cái câu chuyện của hai ông bà mà có căn nhà, mà trong trường hợp một người qua đời sau khi đã sử dụng rất nhiều những cái tiền của chính phủ trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mình đó, thì khi nào cái căn nhà đó còn một trong hai người phối ngẫu cư ngụ thì chính phủ không được tới. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Vâng, thưa quý vị, thơ thì còn nhiều lắm nhưng mà thời gian thì có hạn, cho nên chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây. Quý vị cứ gửi thơ về đài qua cái địa chỉ email sg, tức là viết tắt của chữ Sài Gòn, sg1600am@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thu Nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới.